Tướng Công an lý giải về việc công bố danh tính 39 nạn nhân tử vong trong công container tại Anh. Trả lời báo chí trong nước, vào ngày 8 tháng 11, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Bộ Công an cho rằng do liên quan đến vấn đề nhân đạo và theo đề nghị của nhiều gia đình nạn nhân không thông tin rộng rãi danh tính lên các phương tiện thông tin đại chúng nên cơ quan chức năng phải tôn trọng quyền nhân thân của công dân. Tuy nhiên đến tối ngày 8 tháng 11, trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã công bố danh tính 39 nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trong container tại Anh vào ngày 23 tháng 10. Trao đổi với phóng viên về lý do công bố danh tính 39 nạn nhân này, Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, do phía Anh đã công bố danh tính các nạn nhân nên phía Việt Nam cũng tiến hành công bố. Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, trước khi phía Anh và Việt Nam công bố chính thức danh tính 39 nạn nhân, các cơ quan chức năng đã gọi điện thông tin về từng gia đình để thông báo, trao đổi cụ thể. Ông nói thêm, Việt Nam cũng đề nghị phía Anh chỉ công bố tên, tuổi, quê, không công bố chi tiết về các nạn nhân, và phía Anh đã thực hiện công bố như vậy với phía việt nam cũng chỉ công bố tên quê không có thông tin chi tiết về nạn nhân lãnh đạo bộ công an cũng bày tỏ rất lấy làm tiếc về sự việc đau buồn này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân đồng thời mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này quan điểm của bộ công an là cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho người thân của các nạn nhân hiện các cơ quan chức năng của việt nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của vương quốc anh thực hiện công tác bảo hộ công dân và phối hợp với cảnh sát vương quốc anh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc về thời gian dự kiến đưa các nạn nhân về nước, một lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho hay hiện các cơ quan chức năng hai nước vẫn đang phối hợp bàn bạc thống nhất kế hoạch nên chưa xác định được ngày cụ thể. Trước đó, cảnh sát hạt SS của Anh hôm 8 tháng 11 đã chính thức công bố danh sách 39 nạn nhân chết trên xe container ở đây. Tất cả 39 nạn nhân đều là công dân của Việt Nam đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng. Cũng theo thông tin trên website của cảnh sát Anh, sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách cuộc điều tra, ông Tim Smith nói, đây là tiến trình rất quan trọng và đội của chúng tôi đang làm việc cật lực để có câu trả lời cho các gia đình đang lo lắng vì sợ người thân của họ có thể mất mạng trên hành trình tìm đến vùng đất của chúng tôi ưu tiên của chúng tôi là nhận dạng các nạn nhân là bảo vệ phẩm giá của những người đã thiệt mạng và hỗ trợ gia đình bạn bè của các nạn nhân điều vô cùng quan trọng với chúng tôi là bảo đảm rằng người thân của từng nạn nhân được nhận tin báo và họ có một khoảng thời gian để suy nghĩ về thông tin thảm kịch này trước khi thông tin cụ thể về người nhà của họ được công bố